Chào các bạn. Video này Tâm thông báo với các bạn về khuyến mãi của ngày 11 tháng 11 nha các bạn. Khuyến mãi trong ngày 11 tháng 11. Với các đơn hàng như thế này. Nếu các bạn sẽ mua 1 được 3 hoặc là mua 2 được 4 thì mua 1 được 3 là sao? Mua 1 là các bạn mua một bộ tranh không bao gồm những mẫu tranh thanh lý nha. Ví dụ đây là một bộ tranh nè. Các bạn mua một bộ tranh thì các bạn được 3 sản phẩm, Tâm sẽ tặng cho các bạn 3 món. Thì Tâm sẽ tặng mua 1 được 3 là mua một bộ tranh, Tâm sẽ tặng cho các bạn 3 món này, gồm có hai kẹp tranh và một cái hộp. Này là hộp sáp đó các bạn, sáp sáp có hộp đó các bạn. Cái ở trong là sáp vuốt thì nó như thế này, cái này công dụng nó như thế này nè, để Tâm chia sẻ luôn nha. Cái kẹp tranh á thì đối với những các bạn mà thiêu tay á, đây nè, kẹp như Tâm hướng dẫn các bạn hồi trước đó, nhưng mà Tâm chưa hướng dẫn các bạn cái kẹp thôi. Đây các bạn kẹp vô vậy cho nó cứng lại rồi các bạn thêu, bạn cho nó giữ tranh của các bạn sạch ha. Đây là kẹp rồi. Cái phần cái này thì dễ rồi, có các bạn chắc đã dùng rồi mà. Cái này là sáp vuốt chỉ nè các bạn, nó có cái đường gân gân cưa như thế nè, các bạn đưa vô các bạn vuốt thôi. Đang theo các bạn vuốt qua cũng được, vậy thôi đó, nó đơn giản vậy thôi đó, nhưng mà nó cũng hữu hiệu lắm nha. Nhưng mà bạn nào có dùng sáp đó thì nên mua, còn không thì cũng không cần thiết lắm nha các bạn. Nếu các bạn muốn nguyên thủy, muốn theo nguyên thủy cái sợi chỉ á, sáp này đối với Tâm thì Tâm chỉ xài cho những cái tranh mà nó cắt sẵn á, chỉ cắt sẵn á, còn mà chỉ tép thì Tâm thích cắt theo cái kích thước Tâm muốn rồi, là Tâm cắt ngắn lắm, Tâm không có cắt dài quá nó dễ bị sơ. Rồi Tâm xin lặp lại ha, mua 1 được 3 tức là các bạn mua một bộ tranh, Tâm sẽ tặng các bạn 3 món này. 3 món này giá trị của nó là 32 ngàn. Và miễn ship cho các bạn nha, miễn ship toàn quốc. Mua 1 được 3. Rồi. Tiếp theo mua 2 được 4. Là khi các bạn mua 2 bức tranh, từ 2 bức tranh trở lên, Tâm sẽ tặng các bạn 3 món này và một bộ gắn chỉ, một bản nhựa gắn chỉ như thế này. Một cặp luôn chứ không phải tặng một tấm đâu. Nên Tâm chơi lớn luôn. Tặng một cặp luôn, nhưng mà cái bộ gắn chỉ này thì loại thường nha các bạn. Cái loại hàng xịn của công ty nó dày quá, nó nặng, trọng lượng nó nặng, Tâm không có nhập nữa. Có thể nó mắc. Bây giờ Tâm đang bán cái loại này và cũng đang tặng các bạn cái loại này luôn. Tâm bán giá lẻ của bộ này là 55 ngàn. Đúng rồi, 55 ngàn một cặp nha. Bạn nào có muốn mua phụ kiện thì cứ nhắn Tâm, 55 ngàn một cặp, 72 số. Còn bạn nào mua tranh á thì chốt tranh trong ngày 11 tháng 11, Tâm chơi lớn luôn, tặng luôn. Rồi các bạn, Tâm lặp lại nè. Mua 2 được 4 tức là các bạn mua 2 bộ tranh, Tâm sẽ tặng cho các bạn gồm có 4 món, 2 kẹp, 1 sáp và 1 cặp vĩ chỉ, 1 cặp gắn chỉ như thế này. Và vẫn miễn ship hàng toàn quốc cho các bạn nha. Rồi, đây là video mà Tâm chỉ thông báo khuyến mãi của ngày 11 tháng 11, áp dụng trong ngày 11 tháng 11 và không áp dụng với bất kỳ cái khuyến mãi hàng ngày nào khác. Không có kèm vô trong đây ha các bạn ha. Tại vì nếu mà áp dụng cái khuyến mãi ngày 11 tháng 11 á, thì những cái khuyến mãi hàng ngày khác á, Tâm không có áp dụng trong ngày đó, ngày 11 tháng 11 nữa. Tất cả các khuyến mãi đó đều bị hủy trong ngày 11 tháng 11. 11 tháng 11 tặng mấy cái này nè, nó lớn hơn, đúng không các bạn? Các bạn sẽ lấy những nhận những cái món quà này nó lớn hơn cái khuyến mãi bình thường chứ, đúng không? Cho nên sẽ không kèm những khuyến mãi nào khác nha các bạn. Rồi, bây giờ Tâm lặp lại một lần nữa ha. Mua 1 được 3 tức là các bạn mua một bộ tranh, Tâm tặng 3 món như thế này và miễn phí ship hàng. Mua 2 được 4 tức là các bạn mua 2 bộ tranh, Tâm tặng 4 món như thế này trên màn hình đây và miễn ship hàng. Cho nên các bạn tranh thủ chốt đơn trong ngày 11 tháng 11 giúp Tâm ha. Qua ngày 11 tháng 11 tất cả các khuyến mãi này đều không còn hiệu lực nữa.
Giá trị của sản phẩm tặng mua 1 được 3 thì là 33.000, 32.000. Giá trị mua 2 mà tặng 4 thì cái này là 55, 80.000, hơn 80.000. Cho nên và kèm cái khuyến mãi là miễn phí ship nữa, cho nên Tâm không thể giảm thêm gì được nữa nha các bạn. Đây là tri ân rồi, mong các bạn thông cảm và cũng có một chút xíu niềm vui nho nhỏ gửi tặng các bạn ha. Cái sáp này thì các bạn cứ dùng thử xem sao nha. Đối với những chỉ dài thì các bạn nên dùng sáp. Rồi, Tâm cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye.